Xin phép được gửi lời chào đến với các quý thầy và cũng xin được gửi lời chào đến thầy Tâm Biện. Xin giới thiệu với các quý Phật tử một lần nữa, con tên là Trần Hạnh Phúc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cùng với bố mẹ của mình, và con đang công tác cho Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình Chuyển động 24 giờ phát sóng hàng ngày trực tiếp vào lúc 11 giờ 15 phút và buổi chiều là 18 giờ 30 phút. Thì con cũng mạn phép không biết được hỏi ở đây là có quý Phật tử nào có theo dõi VTV1 chương trình của con không ạ? Dạ, những ai theo dõi thì vui lòng giơ tay lên được không ạ? Wow, con cảm ơn các bác, các cô, các anh, các chị rất là nhiều. Con không nghĩ rằng là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì lại theo dõi VTV1 nhiều như thế và biết đến chương trình Chuyển động 24 giờ. Và con cũng xin chia sẻ thêm một chút là ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc, cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, đúng như tên gọi của mình, khi mà nhận được từ cuộc gọi đầu tiên của các quý thầy Chùa Hoàng Pháp để mời Hạnh Phúc về chương trình Hoa Mặt Trời làm khách mời. Và thực sự thì chương trình Hoa Mặt Trời đã có một tiếng vang rất là lớn đối với các Phật tử. Và khi mà nhận lời mời này thì vinh dự có, tự hào cũng có, nhưng mà thực sự Hạnh Phúc cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là mình cũng là một người trẻ và những kiến thức, những hiểu biết của mình về Phật Pháp thì còn rất là non kém. Chính vì thế mà hy vọng rằng là trong chương trình ngày hôm nay, những điều mà Hạnh Phúc chia sẻ từ chính câu chuyện cuộc đời của mình, nếu như có điều gì đó đúng hoặc là chưa đúng thì cũng mong là các bác, các cô, các quý Phật tử vui lòng lượng thứ được không ạ? Xin thưa quý vị và Hạnh Phúc thân mến, quý vị có thấy là khi mà chúng tôi nghe cái tên của anh, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Chỉ nghe cái tên thôi và nhìn nụ cười của anh thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Và không biết là anh có thể chia sẻ đôi nét về cái nhân duyên gì mà bố mẹ lại đặt cho mình cái tên hay như thế. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy và thưa quý Phật tử, thực ra thì cũng có rất nhiều khán giả khi mà theo dõi Chuyển động 24 giờ phát sóng trên VTV1 thì đều thắc mắc là không biết là Hạnh Phúc là tên thật hay chỉ là nghệ danh khi mà Hạnh Phúc đi làm truyền hình thôi. Thì con cũng xin được chia sẻ với thầy và quý Phật tử rằng là đây là tên cúng cơm luôn ạ, tên của cha mẹ đặt cho con luôn ạ. Đằng sau cái tên này cũng là một cái câu chuyện con nghĩ là cũng nhiều nước mắt của cha mẹ con. Bởi vì là thực ra thì ngày xưa gia đình của con không có khá giả, bố thì đi bộ đội và sau đó thì nhà khó khăn quá, một mình mẹ không thể lo được các công việc trong nhà cho nên là bố phải nghỉ hưu sớm. Đến chị gái con sinh ra thì bị thiếu tháng, bởi vì là lúc đó thì kinh tế khó khăn cho nên là sức khỏe của mẹ không được tốt. Và đến khi mà sau đó nữa thì mẹ con cũng sảy thai khá là nhiều lần, đâu đó cũng khoảng 4-5 người. Sau đó nữa thì kinh tế gia đình đi lên, có thêm một chút ăn uống và chăm sóc sức khỏe tốt hơn thì mẹ con đẻ được ra con đầy đủ tháng. Mà theo quan niệm ngày xưa thì đúng thật là vẫn còn một chút ảnh hưởng của thời phong kiến là vẫn thích con trai, cho nên là đẻ được con trai lại đầy đủ tháng, rất là mạnh khỏe, thì ngay lập tức bố mẹ vui quá và hạnh phúc quá, cho nên là đặt luôn tên con là Hạnh Phúc, ghép luôn là Trần Hạnh Phúc. Con mới thấy rằng là hồi bé khi mà con đi học, rồi các thầy cô giáo điểm danh, các thầy cô, bạn bè, ai cũng cảm thấy ấn tượng, nhưng mà mọi người thường cười nhiều hơn, bảo vì tại sao con trai lại tên là Hạnh Phúc, cái tên nghe buồn cười quá. Và lúc đó thì con cũng về, con nói với bố mẹ rằng là mẹ ơi, tại sao hồi đấy mẹ không đặt tên con là Hưng Phúc hay là Hoàng Phúc hay là gì đó để mọi người nghe nó bình thường hơn. Thế nhưng mà khi đến cho tận bây giờ mà con làm ở Đài Truyền hình Việt Nam rồi và tên Hạnh Phúc được mọi người nhớ đến và yêu quý thì và trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những khó khăn của cuộc sống thì thấy rằng là cái tên đó nó giống như là nó ướm vào người của mình ấy. Giống như là lúc nào mọi người cũng gọi là Hạnh Phúc ơi, Hạnh Phúc ơi. Thế là nếu như mà người ta gọi mình là Hạnh Phúc ơi, không có lẽ mình, dạ, không thể nào mà với một khuôn mặt buồn hay một tâm trạng buồn để đáp lại những cái tiếng gọi Hạnh Phúc như thế cả. Cho nên là con thấy rằng là cuộc đời của mình vì cái tên như thế,
giống như là một chuỗi những ngày vui, và nếu như có cái chuyện gì đó buồn hay khiến cho mình hơi thất vọng, tuyệt vọng một chút thì mọi người lại gọi hạnh phúc ơi. Thế là mình lại nhớ là mình là hạnh phúc và cần phải vui lên, cần phải lạc quan hơn nữa. Cảm ơn Hạnh Phúc rất nhiều. Khi ba mẹ đặt cho Phật tử cái tên là Hạnh Phúc thì Tâm Biện thiết nghĩ rằng đó không phải là niềm hạnh phúc của ba mẹ không, mà đó còn là một niềm mơ ước, một niềm mong mỏi là anh sẽ trở thành một người hạnh phúc trong tương lai, cũng như là anh sẽ đem những cái điều hạnh phúc đến cho người khác. Và đó là cũng là mong mỏi chung của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Thưa quý vị, là Hạnh Phúc không tốt nghiệp những cái trường như sân khấu điện ảnh hay là phát thanh truyền hình, mà Hạnh Phúc lại là một kỹ sư của trường Đại học Bách Khoa. Từ cái nhân duyên gì mà anh lại bén duyên với MC và tiếp tục theo đuổi cái nghề và thành công cho tới ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ với mọi người ở đây được biết ạ? Dạ vâng, thưa thầy, có lẽ là niềm đam mê bắt nguồn từ bé, khi mà mình nghe đài radio từ bé và nó ăn vào trong người của mình, trong tâm hồn của mình. Thì duyên cớ thì con học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thì có rất nhiều các hoạt động đoàn hội khác nhau. Lúc đó thì con cũng thi tuyển để dẫn thử một chương trình, đấy là chương trình tiếng hát sinh viên của trường. Thì sau đó thì các anh chọn xong thì cứ thế con dẫn hết chương trình này đến chương trình khác của trường. Và truyền hình, các anh chị làm truyền hình ngồi ở bên dưới làm khán giả, có những người đến xem cổ vũ cho các bạn ở trên sân khấu thì nhìn thấy con và có lựa chọn để đi dẫn chương trình đầu tiên con dẫn cho Đài Truyền hình Việt Nam, đấy là các chương trình thiếu nhi từ năm thứ nhất đại học. Và sau đó thì làm truyền hình, cộng tác viên với truyền hình từ đó cho đến tận bây giờ luôn ạ. Kính thưa quý vị, sau cái sự việc của anh thì chúng con lại nghĩ tới một cái điều trong đạo Phật của chúng ta là khi mà chúng ta gieo duyên như thế nào, chúng ta gần gũi những cái gì thì những cái đó ngày qua ngày nó lại tích lũy dần. Và như thế chúng ta sẽ theo những cái duyên đó để phát triển lên theo hướng tốt, hoặc là chúng ta trở thành xấu đi. Ví dụ như là khi chúng ta thân cận với Tam Bảo, gần gũi Phật Pháp, cứ nhiều tháng, nhiều năm, dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa, thì sau này chúng ta lại trở về cái ngôi nhà của Tam Bảo, trở về bên Đấng Từ Tôn. Quý vị thân mến, quý vị nhìn lên cái mạng background của chương trình ngày hôm nay đi ạ. Đứng bên dưới chữ hạnh phúc là chữ gì thưa quý vị? Đúng rồi, hạnh phúc là sẻ chia. Chúng tôi thiết nghĩ là khi mà MC Hạnh Phúc có được những kiến thức, có được những cái kỹ năng thì chắc chắn Hạnh Phúc đã nhận được cái sự sẻ chia từ những lớp người đi trước, những đàn anh, những người thầy rất tuyệt vời. Và nhờ đó thì Hạnh Phúc mới có được ngày hôm nay. Và khi chúng ta nhận được một cái gì đó thì chúng ta phải trao ra. Và đó cũng là quy luật phát triển của xã hội. Mình nhận, mình trao ra thì cuộc đời này mới có thể tồn tại và phát triển được. Và chúng tôi cũng cảm thấy rằng một điều là hạnh phúc là sẻ chia, thưa quý vị. Vâng, cũng chia sẻ thêm với thầy cũng là quý Phật tử rằng là trước đây con mình sống ấy, nói chung là cũng không có làm điều gì ác. Cuộc sống khá là tròn vẹn với mình. Có một quý thầy cũng đã gặp con và nói rằng là thầy thấy con là có công việc tốt này, có nhà này, có xe rồi này. Nói chung là so với những người khác thì con quá là đầy đủ rồi. Và gần như là thầy nhìn vào con thầy cũng thấy niềm vui và niềm hạnh phúc của con. Tuy nhiên đó mới chỉ là niềm hạnh phúc của bản thân, của cá nhân thôi. Và thầy cũng đưa cho con một lời khuyên rất là bổ ích. Đó là hạnh phúc của con sẽ còn lớn hơn nữa nếu con biết lan tỏa cái niềm vui đấy đến với người khác và có ảnh hưởng đến người khác. Thì đó, từ lúc đó con mới ngộ ra được điều là hạnh phúc là sẻ chia. Tức là mình vui rồi, nhưng mà mình làm sao đấy để cho người khác vui niềm vui của mình nữa thì còn tuyệt hơn rất nhiều. Và cũng có một điều nữa là có một cái lợi thế của con khi mà làm truyền hình, đấy là mình làm dẫn chương trình. Thế khi mà mình dẫn chương trình thì số lượng khán giả, số lượng người nghe những tiếng nói của mình rất rất nhiều. Chính vì thế mà trong mỗi một lần làm một tiêu điểm, làm một cụm về một vấn đề nào đó thì khi mà con viết lời dẫn, con đều cố gắng là đưa những hiểu biết của mình, một chút hiểu biết ít ỏi của mình về Phật Pháp
thành những cái gì đó rất là đời thường và cài cắm vào trong đó một hai câu nói thôi. Tất nhiên là không phải chương trình nào con cũng có thể cài vào được, không phải vấn đề nào cũng có thể cài vào được, nhưng chương trình nào mà vấn đề nào mà cài vào được thì hôm đấy nói xong cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, bởi vì là mình nghĩ rằng là ít nhất là những điều mình nói ra có ý nghĩa và công việc của mình đang làm thực sự là đang có ý nghĩa. Mình sống bằng nghề đó và nghề đó cũng tiếp thêm cho mình năng lượng sống nữa. Ra theo như chúng tôi nghĩ, công việc nó phải đi chung với đam mê và với niềm vui. Ngoài ra nó còn đem lại lợi ích cho nhiều người thì công việc đó mới thật sự có ý nghĩa. Kính thưa quý vị, là MC Hạnh Phúc còn dẫn một chương trình rất đặc biệt, đó là chương trình Cặp Lá Yêu Thương, cũng do đài VTV phát sóng. Xin thưa quý vị, đây là một chương trình thực tế rất ý nghĩa, kết nối những nhà hảo tâm đến với các em nhỏ ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục cấp sách đến trường. Và không biết là trong quá trình thực hiện cái chương trình này thì có những cái hoàn cảnh hay những trường hợp nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Hạnh Phúc? Bởi vì đây là một cái chương trình rất là hay và không biết là Hạnh Phúc có thể chia sẻ cho mọi người ở đây được biết. Kính thưa thầy và thưa quý Phật tử, con cũng xin được chia sẻ thêm về chương trình Cặp Lá Yêu Thương. Như thầy đã chia sẻ là đây là một dự án thiện nguyện và giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Và tính đến bây giờ thì Cặp Lá Yêu Thương đã đi qua hành trình là hơn 3 năm tuổi và đã giúp đỡ được gần 3.000 em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước được đến trường và tiếp tục đến trường với một mức hỗ trợ là 400.000 đồng mỗi tháng. Và tính ra như vậy là một tháng thì số tiền lên đến khoảng 1.2 tỷ. Và 3 năm vừa qua chương trình đã làm được điều đó thì số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Phải chia sẻ thật với quý vị rằng là bản thân Hạnh Phúc sinh ra thì như cũng đã chia sẻ là gia đình khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cái ăn, không có cái mặc. Cơm thì cũng vẫn có rau, vẫn có thịt. Thế nhưng mà so như vậy thì vẫn còn quá là đủ đầy, quá là hạnh phúc. Mà đấy là thời mà của con, tức là cách đây 30 năm về trước mình đã có cơm, có rau, có thịt như thế rồi. Còn các bé bây giờ ở thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà chúng con đến trực tiếp với các bé thì thấy rằng là các bé còn không có áo để mà mặc. Áo mặc đến trường chỉ có một cái thôi. Và về nhà giặt xong, phơi lên, rồi đợi khô hôm sau mặc tiếp. Rồi ăn thì không có cái để mà ăn. Giống như là gia đình của bé Thò Mí Chơ ở Hà Giang, ở vùng cao Hà Giang, thì cả gia đình mấy anh chị em, mà cái hình ảnh mà bọn con ghi lại được đấy là một cái nồi mèn mén. Không biết là các quý Phật tử ở đây có biết mèn mén ở ngoài Bắc, ở các tỉnh vùng cao, tức là bột ngô ạ. Bột ngô xay ra, tại vì ngô thì ở trên đó trồng rất là dễ, chứ cũng không có gạo để mà ăn. Ngô cứ chất ở trong nhà, xong sau đó là xay ra thành mèn mén và hấp lên. Sau đó thì là ăn cùng với nước. Chứ cũng không có nước dùng như là mình là phải ninh xương, ninh thịt lên. Mà chỉ có nước lã thôi, đun sôi lên thôi và ăn cùng như thế. Thì bản thân con cũng là người đã trải nghiệm. Và ăn thì cái món mèn mén là do tỉnh người ta chuẩn bị, chứ cũng không phải là cái ngô mà để mốc giống như nhà của các em. Mà mình ăn, tức là cái đấy đã là ngon hơn rất nhiều so với các bé rồi, mà mình ăn mình còn nghẹn họng lại. Thì huống hồ là các bé mà phải tranh nhau, tức là 6 cái muỗng cùng chung vào một cái nồi mèn mén như thế để mà ăn, thì mới thấy là còn quá nhiều những hoàn cảnh khó khăn, quá nhiều những bé mà không được đến trường chỉ vì cái khó khăn như thế. Hay như là các bé bị mồ côi cha, mồ côi mẹ, bố mẹ bỏ nhà đi thì các bé phải tự chăm sóc lấy nhau. Có một cái trường hợp mà thực sự là đến bây giờ vẫn làm cho con cảm thấy xúc động mỗi khi mà mình nhớ về. Đấy là cậu bé Huỳnh Thành Anh Vũ ở Quảng Ngãi. Chương trình đó thì chúng con làm vào dịp Tết Nguyên Đán, cho nên có ghi hình trước một đoạn. Ghi hình trước thôi, còn lại đều là trực tiếp. Thì ghi hình trước một đoạn ở trên sông. Vì cái đúp hình này thì nó thực sự là không thuận lợi cho việc ghi hình trực tiếp, cho nên chỉ riêng cái đúp đó
ở trên sông cùng với các bé hát hò vỗ tay cùng với nhau, là ghi hình ở trên sông. Thì con thì có một cái áo đồng phục của cặp lá yêu thương, là mặc áo cộc tay, áo màu vàng, có logo VTV ở ngực, mặc áo cộc tay. Còn các bé thì mình vẫn có khoác áo, bởi vì là mặc dù ở Quảng Ngãi, miền Trung rồi, nhưng mà vào những cái dịp như thế thì trên sông cũng rất là lạnh. Thì ở cửa sông, thì lúc đó thì con cũng chỉ nói vui với các bé thôi. Trong đó có bé Huỳnh Thành Ánh Vũ, nói rằng là các con ơi, mình cố gắng, mình tập trung, mình quay thật là nhanh nhá, nếu không thì mình sẽ bị lạnh đấy. Chú thì chú lạnh lắm rồi. Thế là trong số đó thì có cậu bé Huỳnh Thành Ánh Vũ là 7 tuổi, năm bọn con quay là 7 tuổi, là năm 2015. Bây giờ thì bé 10 tuổi rồi. Và bé thì không may mắn là không còn cha mẹ nữa, và bé bị mang trong mình căn bệnh HIV. Ngay lập tức cái lúc đó ấy, thì bé lại gần con, và cậu cứ nghịch nghịch cái cổ áo. Thế con cũng nói rằng là con làm gì vậy? Tại sao cứ nghịch cổ áo chú làm gì? Thì lúc mình cúi xuống thì mới thấy là cậu ấy cài lại cúc áo cho con. Thì mới thấy rằng là thực sự là vui và hạnh phúc, bởi vì là nhận được sự quan tâm mặc dù là rất là nhỏ bé của một cậu bé 7 tuổi. Nhưng con nghĩ rằng là có lẽ rằng là cái cuộc sống của cậu bé đấy bình thường bị mọi người xa lánh, ít có người yêu thương cậu ấy. Còn chúng con khi mà đến thực hiện chương trình thì mình bằng cái tâm của những người thực hiện chương trình coi các con như là con của mình vậy. Mặc dù con chưa có gia đình nhưng mà coi các con như là em, là con của mình ấy, đều yêu thương, đều chăm sóc chúng nó, thậm chí là vẫn hôn, vẫn thơm những cậu bé như Huỳnh Thành Ánh Vũ một cách rất là bình thường. Thì có lẽ khi mà em bé đấy nhận được cái sự quan tâm của những người làm chương trình giống như là con ở đấy, thì bé ngay lập tức là bé cảm thấy yêu mến lắm, yêu mến mình, yêu mến cả ekip thực hiện chương trình, và cứ lúc nào đi đâu cũng quấn quýt lấy, chứ không phải con là người nổi tiếng, nhưng mà thấy rằng là Huỳnh Thành Ánh Vũ cứ quấn quýt lấy và cứ ôm lấy chú hạnh phúc. Và chỉ một cái động tác nhỏ thôi là cài lại cúc áo, thì mới thấy rằng là chỉ một cậu bé 7 tuổi thôi, nếu như chúng ta biết yêu thương những cậu bé như thế, mặc dù vốn dĩ cuộc sống bình thường nó bị xa lánh, nhưng yêu thương nó chắc chắn nó sẽ yêu thương lấy mình và còn quan tâm và chia sẻ với mình nhiều hơn như thế. Và lúc đó con mới thấy rằng là mình đã trải qua rất nhiều những câu chuyện cuộc đời khác nhau rồi, rất nhiều những câu chuyện về yêu thương, về hạnh phúc. Thế nhưng mà mình vẫn thấy mình nhỏ bé trước một cậu bé 7 tuổi. Và chính cậu bé 7 tuổi ấy, chính cậu bé bị nhiễm HIV ấy, lại đang dạy cho mình một bài học về sự yêu thương. Thưa quý vị, đôi khi tình thương không phải là những lời nói không, mà đó còn là những hành động đến bằng con tim chân thật. Hòa Thượng Nhất Hạnh có một câu nói rất hay mà chúng con luôn ghi khắc trong tim, đó là có hiểu mới thương, không hiểu thì khó lòng mà chúng ta thương được. Khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh như vậy, khi hạnh phúc đến những vùng miền như vậy, thì hạnh phúc có may mắn được tiếp xúc với rất nhiều người và hiểu được những hoàn cảnh khó khăn của các em. Chứ giả dụ như hạnh phúc chỉ làm chuyển động 24 giờ, chỉ dẫn những chương trình lớn, những cái chương trình mà ở thành thị và không có cơ hội tiếp xúc về những cái nhân vật, những tầng lớp khác nhau trong xã hội, thì chúng ta khó lòng mà hiểu ở một cái thời điểm này có những người không có cơm để ăn, có những người không có áo để mặc. Câu chuyện mà chúng tôi muốn hầu tiếp quý vị ngày hôm nay đó là một câu chuyện rất đặc biệt của MC Hạnh Phúc. Chúng tôi được biết là Hạnh Phúc đã hiến giác mạc, phải không ạ? Phật tử có suy nghĩ như thế nào khi mà mình hiến giác mạc như vậy? Chúng con là làm những người làm thời sự, làm chính luận. Thì vào thời điểm đó có câu chuyện của cô bé Hải An, 7 tuổi, cũng một thiên thần nhỏ nữa 7 tuổi, đã hiến giác mạc khi mà qua đời của mình. Có một yêu cầu, có một nguyện vọng với mẹ của mình là hãy hiến tặng giác mạc của con. Câu chuyện đó thì chắc chắn là tất cả mọi người đều đã biết rồi ạ. Và thực sự là truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.
và cả những người thực hiện truyền hình như chúng con, thì nó truyền cảm hứng cho mình rất mạnh mẽ để làm nên những chương trình hay và làm nên những chương trình về chính thiên thần nhỏ đó, và làm nên cả chương trình về chuyện hiến tặng giác mạc và hiến tặng mô tạng cơ thể của con người. Thì bản thân con, nhiệm vụ của chương trình thì mình dẫn chương trình đó thì không nói rồi. Nhưng mà như thầy cũng vừa nói là khi chúng ta làm một việc gì đó bằng cái tâm của mình, bằng sự hiểu biết và thương yêu của mình, thì mình sẽ làm chương trình đó tốt hơn và truyền tải thông điệp tốt hơn. Bản thân con cũng là người đã trải qua sự sống và cái chết, thì con thấy là việc hiến tặng giác mạc với mình, con cũng không biết là mọi người nghĩ như thế nào, nhưng với con nó là một chuyện cực kỳ đơn giản. Con chỉ nghĩ rằng là thân xác của mình ấy, khi chết, nếu mà mình không hiến tặng đi ấy, thì cuối cùng nó cũng tan rã, không còn một cái gì cả, còn mỗi trơ xương không. Và xin lỗi quý vị nếu như quý vị không biết là thủ tục trong miền Nam như thế nào, nhưng đối với người ngoài Bắc, sau khi chôn xong thì khoảng 3 đến 4 năm là bắt đầu chúng ta bốc mộ. Và bốc mộ thì đấy, còn những cái xác mà vẫn còn dính thịt thì lại còn phải dùng cái chất để mà lọc cái thịt đấy ra, chỉ để xương không thôi. Vậy thì cái thịt đâu có ý nghĩa gì nữa. Thì cái đôi mắt cũng như thế, khi mà mình chết đi thì mình chỉ còn mỗi xương, cái xương mặt thôi. Thì con cũng chỉ nghĩ rằng là nếu như mà khi mà mình chết đi rồi, mình không còn sử dụng đến cái đôi mắt đấy nữa, không còn sử dụng đến cơ thể đấy nữa, nếu mà mình không hiến tặng đi thì nó uổng quá, nó phí quá. Nó giống như một bát cơm ấy, nó vẫn còn ăn được mà mình không ăn, mình không cho người khác đổ đi có phí không hả quý vị? Quá phí ạ. Đôi mắt hay là thân thể của mình là tài sản của mình, mình có quyền quyết định được nó, tại sao mình lại để uổng phí nó khi mà mình chết đi như vậy? Mà trong khi mà mình chết đi, mình qua đời, mà những thứ của mình, cơm ăn, áo mặc, tài sản của mình và cả cơ thể của mình nữa, mà còn giúp đỡ được cho người khác, mà đây không phải là giúp đỡ bình thường, mà giúp đỡ người ta, ví dụ như giác mạc, cho người ta cả một cái cuộc sống mới với ánh sáng mới, tại sao mình lại không làm? Cho người ta một cái niềm hy vọng mới, tại sao mình lại không làm, trong khi đó mình đã chết đi rồi? Xin thưa quý vị, là chúng tôi lại chợt nhớ đến một câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy: con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản con đâu ra. Quả thật là xét về một khía cạnh nào đó, Đức Phật dạy mỗi người chỉ là một hợp thể của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nói gọn lại đó là một cái thân xác và một yếu tố tinh thần. Khi chúng ta không còn hơi thở thì cái phần tinh thần đó sẽ tiếp tục một cuộc hành trình mới mà người ta gọi là đầu thai hay tái sinh gì đó. Và cái mà Phật gọi là thân xác này, thật ra nếu mà mình đem thiêu thì chỉ một ngọn lửa là nó không còn gì cả. Và nếu mà đem chôn thì 5 ngày, 7 ngày, 1 năm, 2 năm cuối cùng nó cũng trở thành bụi. Thật sự như Hạnh Phúc có nói là chúng ta hãy thử nhìn lại, mình có một cái tài sản rất lớn như thế này, nếu mà mình đem để hiến tặng sau khi mình qua đời thì điều này có một ý nghĩa rất lớn. Đức Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp, Đức Phật Ngài đã thực hành cái hạnh này. Có những lúc Đức Phật bố thí tay, bố thí mắt, bố thí những cái bộ phận trong cơ thể của mình, đó được xem là nội thí. Và chúng ta là người con Phật thì không có lý do gì mà mình lại cảm thấy là mình tiếc nuối khi mà cái đó nó vốn không thuộc về mình. Con đã từng đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết. Thì vào năm 2011 thì con có thi giải thưởng người dẫn chương trình truyền hình toàn quốc do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức là giải Én Vàng. Thì năm 2011 thì con may mắn con được đăng quang giải nhất. Và sau giải nhất đấy thì con ở lại thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Lập nghiệp được khoảng 1 năm thì sau đó vào tháng 8 năm 2012 thì con có xét nghiệm vì bị nổi hạch ở cổ.
nên là xét nghiệm thì sau đó là các bác sĩ nói rằng là bị Hodgkin type 3, là một căn bệnh ung thư máu. Thì vào thời điểm đó con chỉ có một mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và lúc đấy thì mình đối diện với căn bệnh đấy, nó khác với những cái điều mà các bạn vừa chia sẻ. Bởi vì thực ra là câu hỏi vừa rồi đặt ra cho phần lớn những bạn trẻ, và bản thân con cũng cảm thấy vui với những câu trả lời vừa rồi. Các bạn đều giữ được một cái thái độ, một cái tinh thần rất là vui, rất là lạc quan. Thế nhưng nếu như mà các cô, các bác, các anh, các chị ở đây mà vào trong bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện ung thư, chúng ta không nhìn thấy cái điều đó. Mặc dù có thể trước đấy khi chưa từng mắc bệnh, hỏi câu hỏi này thì ai cũng xác định được cái tư duy, cái tư tưởng như vậy. Nhưng khi thực sự trải qua nó thì không phải ai cũng giữ được cái tư tưởng đó. Đặc biệt khi cái lịch khám bệnh dày đặc, lịch chữa bệnh, hóa chất và xạ trị nó dày đặc như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe. Liệu rằng có còn thời gian để đi thăm một người thân nào đó, thì không nhiều người làm được những cái điều như chúng ta vừa được lắng nghe, vừa được chia sẻ. Thì bản thân con vào thời điểm đó thì con sống một mình trong thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống không hề đơn giản và dễ dàng. Như mình nghĩ rằng là mình đã đăng quang thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ, mình sẽ có một công việc tốt, một thu nhập rất tốt và ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Và sau một năm dài, con cũng đã bắt đầu chán trường và hơi mệt mỏi rồi và muốn quay trở lại ngoài Hà Nội. Thì vào thời điểm đó lại xét nghiệm ra căn bệnh ung thư máu, thì lại không muốn về nữa. Bởi vì là mình cứ lang thang, cứ phiêu bạt khắp nơi, rồi chạy theo danh vọng, chạy theo đồng tiền, rồi quên mất rằng là vẫn có bố mẹ, có gia đình. Thế nhưng để trở về với một căn bệnh thì lúc đấy thực sự là con không muốn. Bởi vì là bố mẹ con gần như là ngày nào cũng giữ một thói quen là gọi điện hỏi thăm là con như thế nào, con đã ăn uống gì chưa, con đi làm chưa, con đã về chưa, buổi tối nay con đã ngủ chưa, sao lại muộn như thế mà không ngủ. Thì chắc là các cô, các chú ở đây làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà thì cũng đều chung tâm lý với con cái của mình như vậy. Thế nhưng mà khi mà con nhận được cái căn bệnh này thì cũng hôm đó thì mẹ lại cũng gọi điện và bảo rằng là bao giờ thì con về. Thì tự nhiên lúc đấy con không cầm được nước mắt, nói rằng là con chuẩn bị về nhưng mà lại với một căn bệnh như thế. Tức là con chỉ nghĩ trong đầu như thế thì làm sao mình có thể về được khi cả năm cả tháng mình không có quan tâm đến gia đình của mình, không có quan tâm đến bố mẹ của mình, mà mình lại về giống như là ngoài Bắc gọi là ăn vạ bố mẹ vậy. Thì mình có nỡ hay không? Thời điểm đó thì lúc đấy thì nhận được cú điện thoại của bố mẹ thì con cũng chỉ nói rằng là con sắp về thôi. Nhưng mà lúc đấy thì cũng thực sự là mông lung, không biết như thế nào. Và cũng có một người bạn thân của con thì chia sẻ với những điều đấy. Con cũng định là sẽ ở lại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh để mà chữa trị căn bệnh này. Thế nhưng mà các bác sĩ thì có khuyên rằng là thực ra thì khi mà chữa trị thì cái căn bệnh nó sẽ làm cho mình kiệt sức, và lúc đấy thì cần người chăm sóc, cần có gia đình ở bên. Thì chữa trị ở ngoài Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh không quan trọng, bởi vì là bây giờ y học phát triển thì cả nước như nhau rồi. Quan trọng là mình có ai ở bên để chăm sóc. Và thời điểm đó thì thực sự là con cũng sốc khá là nhiều. Thời gian sốc thì ngắn thôi, khoảng 3 ngày gì đó. Bởi vì là đấy, đúng như cái tên nó ướm vào mình, con lấy lại tinh thần khá là nhanh và lạc quan. Có một điều là hơi buồn một chút xíu trong cái giai đoạn đó là con cũng có yêu một người. Nhưng mà người ta thì lại nói chia tay vào ngay thời điểm khi con bị bệnh. Sau đó thì con thấy rằng là vào cái thời điểm đó thì thực sự là lúc đấy mình không còn một cái điểm dựa gì. Gia đình thì con muốn giấu. Thì nhưng mà cũng may mắn, con suy nghĩ của con khá là tích cực ở chỗ là mình nghĩ là mỗi người trong cuộc sống này, trên cuộc đời này đều có một lựa chọn cho mình, và chẳng ai
lại muốn lựa chọn một con đường nhiều khó khăn, nhiều gian khổ, hay là gắn bó với một người nào đó mà họ sẽ phải vất vả với họ. Con tôn trọng quyết định của họ thôi. Và mình không thể ép buộc ai đó làm điều mà họ không mong muốn. Tình yêu có lẽ cũng như thế. Và như Đạo Phật nói là tình yêu nó cũng vô thường thôi. Nên là may mắn là người bạn con thì lại theo Đạo Phật. Trong những cái ngày đó thì bạn dẫn lên chùa, rồi thả phóng sinh, rồi nghe tụng kinh, thì tâm lý của mình thực sự là được giải tỏa rất là nhiều. Nhưng sau đó thì các bác sĩ đều khuyên là con cần phải trở về Hà Nội. Thì sau khi mà biết bệnh một tuần thì con trở về Hà Nội. Vào thời điểm trở về đấy thì con cũng chỉ nói dối bố mẹ là con bị viêm tủy thôi. Bởi vì thực ra cái suy nghĩ của con nó ngây thơ lắm, là nghĩ rằng là mình nói bị viêm ấy thì có vẻ như nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ung thư. Và con chỉ chia sẻ với chị của mình thôi là con bị ung thư. Nhưng mà đừng nói với bố mẹ biết như thế, bố mẹ lo. Bởi vì thực ra là bố mẹ con cũng cao tuổi rồi. Và con nghĩ rằng là mình về với Hà Nội, về với gia đình của mình là có một chỗ dựa tinh thần để mình có thể chống chọi với căn bệnh đó thôi. Chứ không nên làm cho bố mẹ phải lo lắng quá. Con thì giấu bố mẹ, nhưng mà thực ra thì bố mẹ lại giấu con. Bởi vì là lúc đó thì chị gái con cũng không cầm được và đã chia sẻ với bố mẹ sau. Tức là không cho con biết. Thì mẹ cũng nói rằng là lúc đó thì hai bố mẹ cũng đã ôm nhau khóc rất là to, rất là lớn. Mà mỗi lần mà mẹ nói rằng là mẹ nghe con hát trong nhà vệ sinh, mẹ lại khóc. Vì là vẫn thấy con yêu đời như vậy. Chúng tôi muốn nói một lời xin lỗi với nhân vật khách mời ngày hôm nay. Bởi vì trong một cái buổi chia sẻ như thế này mà lại gợi lại cho anh một cái cảm giác buồn. Bởi vì quá khứ là những điều mà nó đã qua rồi, mà gợi lại thì chúng ta lại bị lắng động, chúng ta bị chao đảo, chúng ta bị làm cho cảm xúc của mình khó mà kiểm soát được. Nhưng có điều chắc chắn một điều là hạnh phúc vẫn đang còn ngồi đây. Con xin được chia sẻ với thầy Tâm Biện và tất cả quý thầy cũng như là quý Phật tử. Vào thời điểm đó thì mẹ nói rằng là chẳng mong gì hơn có thể đánh đổi cả cuộc đời để mà lấy lại được mạng sống cho con trai của mình. Mẹ có nói rằng là bất kỳ một nơi nào có thể cầu xin được, mẹ đều cầu xin. Mẹ đến tất cả các chùa, bất kỳ một nơi nào, giống như là các cô, các bác ngồi đây thì đều biết được rằng là mình nói rằng là có bệnh thì vái tư phương. Và nếu như có thể cầu xin được thì bố mẹ đều cầu xin và đều mong muốn là đổi cái tính mạng của mình cho con. Thì mẹ con cũng chia sẻ điều đó. Bản thân con là trong cái giai đoạn đấy thì mình vẫn thấy có những triệu chứng của bệnh. Ví dụ như là nổi những mận đỏ trên da và nổi hạch và sinh tiết hạch thì ra căn bệnh ung thư. Cho đến thời điểm hiện tại, đến bây giờ con vẫn đang băn khoăn và phân vân có phải là xét nghiệm sai hay nhầm hay không. Bởi vì sau xét nghiệm đó con ở lại trong thành phố Hồ Chí Minh một tuần để trấn tĩnh lại và cũng chưa có một cái liệu pháp điều trị gì về y học. Ra đến Hà Nội thì giấu bố mẹ cũng mất một tuần, và sau khi mà bố mẹ giục đến bệnh viện thì con nói rằng là thôi để con lên cơ quan, con lấy bảo hiểm y tế. Bởi vì là có bảo hiểm y tế thì chữa trị nó bớt đi một phần kinh tế. Thế lại cũng dày già, con đến cơ quan đợi lấy bảo hiểm y tế, sau đó đợi xét nghiệm, đợi kết quả. Thì đâu đó từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng là một tháng. Nhưng trong sau đó là một tháng 30 ngày thì cũng có rất nhiều điều kỳ diệu đến với con. Là vào thời điểm đó thì có một người gọi điện cho con và nó hỏi rằng là tình hình sức khỏe của em dạo này như thế nào, vân vân. Bởi vì là lúc đấy con hoàn toàn không chia sẻ gì với bất kỳ ai cả. Thì anh mới nói rằng là anh muốn giới thiệu cho em một người thầy. Thì con cũng nói rằng là em không có vấn đề gì cả, sao phải giới thiệu. Bởi vì con không muốn nhiều người biết. Bởi vì là
không biết là mọi người, những người khác như thế nào, nhưng khi con có căn bệnh thì con không muốn nhiều người biết. Không phải là mình giấu đi hay là mình muốn che giấu một điều gì, mà là đôi khi những lời hỏi han của mọi người quá nhiều sẽ làm vô tình làm cái căn bệnh đấy nó ẩn sâu vào tiềm thức của mình. Cứ mỗi một sáng dậy mà có ai đó hỏi rằng là bệnh ung thư thế nào rồi, chữa thế nào rồi, thì lại vô tình là căn bệnh đấy nó cứ ám ảnh lấy mình. Thì con có giấu. Và con bất ngờ với cái lời đề nghị của anh kia khi dẫn con đến gặp một người thầy tu tại gia. Thì ngay lúc đó thì đến gặp thầy thì con cũng bắt đầu tiếp xúc với đạo Phật. Và con bắt đầu ngồi tụng kinh và tụng chú Đại Bi và ngồi thiền. Mỗi một ngày là khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Và thời điểm đó trời miền Bắc rất là nóng. Và cái gian của nhà người thầy đấy thì không có điều hòa, không có gì cả. Nhưng con ngồi trên cái tầng thượng đấy để ngồi tụng kinh và ngồi thiền ngày nào cũng như ngày nào. Và sau một tháng thì xét nghiệm lại thì kết quả cho thấy là không có gì. Và sau đó thì con cũng nhờ các bác sĩ thân quen để mời các giáo sư đầu ngành làm thêm lại xét nghiệm nữa. Thì các bác sĩ, các giáo sư đều nói rằng là hiện trạng là không có biểu hiện của bệnh ung thư. Thế nhưng mà cái hạch mà mình xét nghiệm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chính lời bác sĩ đấy nói một cách nôm na dễ hiểu rằng nó giống như một quả nho. Cái quả nho đấy có thể người ta cắt ra sinh thiết ở cái phần nó bị bệnh, bị thối. Còn cái phần mà tôi đang sinh thiết, tôi đang làm xét nghiệm ở đây thì nó hoàn toàn lành lặn. Nhưng sau đó thì cái căn bệnh của con ấy, nó chuyển sang là bị dị ứng toàn phần. Thì con không biết là nó có phải là một điều kỳ diệu do mình có được từ Phật Pháp chuyển biến từ một căn bệnh rất nặng sang căn bệnh nhẹ hay không. Sau khi mà con xét nghiệm là không còn bệnh ung thư thì toàn người của con vẫn nổi mẩn đỏ nhưng là bị dị ứng, tức là con không tiếp xúc được với bên ngoài. Cứ ngủ dậy là bắt đầu ngứa toàn thân, không làm được một việc gì cả. Mặc quần áo là cũng ngứa, cái bụi gì cũng ngứa và hắt xì hơi. Thì đến bệnh viện Bạch Mai khám về dị ứng thì các bác sĩ cũng nói rằng là dị ứng với tất cả những cái thành phần, nào là phấn hoa, nào là bụi, nào tất cả mọi thứ, tức là họ thử trên tay. Thì con thực sự con không biết về y học, thì các bác sĩ thử như thế thì mình chỉ biết là mình bị dị ứng toàn bộ tất cả những thứ đó. Sau đó thì các bác sĩ cũng cho uống thuốc, nhưng mà căn bệnh dị ứng thì nó cũng chỉ đỡ đi một phần nào thôi, nhưng cho đến bây giờ thì không còn nữa. Thì con lại thấy thêm một cái điều kỳ diệu nữa. Mà nếu như quý vị có hiểu về Phật Pháp, có biết về Phật Pháp thì đều biết được rằng là bệnh tật hay sức khỏe yếu hay nghèo đói nó cũng chỉ là một dạng nghiệp. Nghiệp đấy là nghiệp không tốt, nghiệp ác. Nếu như mà chúng ta làm những cái điều tốt, phước báu, phước đức thì cái nghiệp ác đấy tất nhiên nó vẫn còn, nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều so với những cái mà chúng ta làm được. Bởi vì là trong suốt một tháng đó con tiếp xúc với đạo Phật, bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật và bắt đầu hiểu hơn về Phật giáo, về những triết lý như thế, và con làm theo. Thì có những buổi con đi làm từ thiện cho người nghèo vào ban đêm. Và thời điểm đó cũng chia sẻ với quý vị là vào thời điểm ban đêm mà 1-2 giờ đêm ở Hà Nội để kiếm được những người vô gia cư mà vẫn còn ngủ trên đường thì không nhiều đâu ạ. Chỉ khoảng 10-15 trường hợp thôi. Và con quyết định là thời điểm đó là nếu như mình đã đi thì sẽ cho mỗi trường hợp là 200.000 đồng. Khoảng tiền này thì con không biết là nhiều hay là ít, bởi vì mỗi người sẽ có một điều kiện kinh tế khác nhau. Nhưng ở thời điểm đó điều kiện kinh tế của con cho phép bằng đó. Và con nhớ mãi một câu chuyện là khi mình đưa cho một ông cụ 200.000 đồng đó thì ông cụ lúc đấy đang ngồi ăn những cái đồ ăn của ông ấy, chắc là có thể ai đó cho nhưng mà nó nguội và không có gì nhiều. Và ông đang ăn thì con lại gần, con cho ở bên cạnh, thấy bịch rác vì con phải biết họ chắc chắn là người vô gia cư thì mình mới lại gần và mình cho tiền. Thì khi mà mình đưa cái tiền 200.000 đồng đấy thì phản ứng của ông cụ là làm cho con cực kỳ bất ngờ. Ở chỗ là ông cụ lại nói là ông không nhận đâu, sao cậu cho tôi nhiều vậy. Thì lại thêm một lần nữa con thấy là đối với những người vô gia cư ấy, khi họ không còn gì, có lẽ cái họ cần chỉ là cái đồ ăn để sống qua ngày thôi.
và họ khác với những người khác. Và sau khi mà cho ông cụ xong thì con lái xe máy đi về, trời thì rất là lạnh. Mình cứ nghĩ là mình còn bao nhiêu áo ấm như thế này mình vẫn còn lạnh, mà người ta chẳng có áo. Rồi mình ăn bao nhiêu thứ này mình vẫn còn đói mà người ta cũng chẳng có gì ăn. Thế mà cho tiền họ lại còn chê trong ngoặc kép là sao cho nhiều thế và không dám nhận. Quả thực là cuộc đời lúc đấy con mới thấy là có quá nhiều điều nó ngược với những cái suy nghĩ của mình và khiến cho mình phải suy nghĩ lại nhiều thứ về giá trị cuộc sống, về những thứ mà mình đang làm, về công việc của mình đang làm kiếm ra tiền như thế nào và sử dụng đồng tiền đó như thế nào. Đó chỉ là một trong những việc con đi làm từ thiện. Thì con không làm nhiều, nhưng mình có một cái sự thay đổi chuyển biến trước và sau cái căn bệnh. Trước căn bệnh, con cũng phải khẳng định con không phải là người ác, nhưng chưa phải là người tốt. Bởi vì là nếu như ở cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp có đi từ thiện ở đâu đó thì mọi người kêu gọi mình cũng góp thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình biết là mình phải tự chủ động thấy một người nghèo khó, mình có thể giúp đỡ họ. Nhưng sau cái căn bệnh đấy, cùng với những câu chuyện mà con đi làm từ thiện, ban đầu là mong muốn cho căn bệnh của mình tốt hơn. Nhưng sau đó, nó bắt đầu nó nảy sinh ra, mình thực sự, mình mong muốn mình san sẻ với họ những cái mà mình đang có, những cái mà mình đang thừa một chút. Mình có thể giúp đỡ được họ rất nhiều. Và chính qua những cái lần giúp đỡ như thế lại cho mình những bài học cuộc sống và cho mình suy nghĩ khác hoàn toàn về cuộc sống. Và cứ như thế, con nghĩ rằng là cứ mỗi lần mình làm như thế, dần dần thì con cũng thấy là cái căn bệnh bị dị ứng ấy, không thuốc, nó cũng bay đi mất. Đấy là một điều kỳ diệu. Mỗi người trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều sẽ gặp một hay nhiều những biến cố. Và chắc hẳn rằng sau mỗi biến cố đó thì mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhìn tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên đối với MC Hạnh Phúc, chúng tôi nghĩ rằng căn bệnh là một bài học mà cuộc đời này ban tặng cho anh. Bởi vì nhờ đó mà anh trưởng thành hơn, nhờ đó mà anh có những nhận thức tốt hơn và trở thành một người hiền thiện hơn, một người Phật tử tốt hơn. Qua cái căn bệnh đó thì không biết là Hạnh Phúc có thể cho mọi người ở đây được biết về suy nghĩ của anh về cái tầm quan trọng của gia đình đối với chúng ta. Với căn bệnh của con thì cho đến bây giờ khi mà kể chuyện lại thì con nghĩ rằng là không phải điều đáng bàn ở đây là chúng ta có bệnh tật hay là không, mà con cũng như là thầy vừa nói là cảm ơn cuộc sống, cảm ơn trời Phật cho con một cái căn bệnh như thế. Bởi vì có lẽ nếu không có căn bệnh đấy, chắc là con vẫn cứ lang thang, vẫn cứ tìm kiếm một cơ hội nào đó ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Tìm kiếm cũng tốt, khao khát cũng tốt, có một công việc tốt hơn cũng tốt. Nhưng mà điều đó lại làm cho mình quên mất rằng là mình có một gia đình ở bên, và gia đình đó, bố mẹ của mình là những người sẵn sàng lúc nào, bất kỳ một lúc nào, cho dù con mình có thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn luôn là dang rộng vòng tay để chào đón trở về. Thì con thấy rằng là những lúc mà mình vẫn đang trong cái trạng thái là đang bị xét nghiệm bị bệnh, những lúc mà chị gái con ngồi vuốt tóc con khi con ngủ mà mình bất chợt mình tỉnh giấc, những lúc mà bố mẹ đi chùa, đi xin những cành lộc, tất cả những điều đó làm cho con thấy rằng là thực ra những cái giọt nước mắt vừa rồi không phải con buồn vì căn bệnh, mà đó là những giọt nước mắt thực sự là ân hận vì trước đó mình vốn dĩ đã chẳng làm được gì cho gia đình cả, lại chuốc thêm những cái điều lo lắng cho cha mẹ của mình, tổn hại cả đến sức khỏe của cha mẹ của mình nữa. Cho đến tận bây giờ thì con nghĩ là chẳng có điều gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên thì chỉ có cố gắng hết sức mình là có thời gian nào đó thì đều cố gắng dành cho gia đình. Công việc rất là bận rộn, buổi trưa con không về được ăn cùng với bố mẹ, buổi tối thì làm xong lại có lớp học, cũng rất ít khi về được với gia đình. Nên là tranh thủ bất cứ một lúc nào, ngày nghỉ nào có thì cũng không đi ra bên ngoài với bạn bè. Thời lượng, thời gian mà con dành cho bạn bè gần như trong thời gian này là không có.
mà nếu như có thì lại thay bằng những cái bữa cơm gia đình cùng với bố mẹ, để cố gắng là sao ăn cơm cùng với bố mẹ nhiều nhất có thể và dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể. Thế mà mẹ vẫn nói rằng là sao dành ít thời gian cho bố mẹ thế. Đôi khi chúng ta nói là tất cả về công việc và về cuộc sống này, thưa quý vị, ngay như bản thân chúng con, đôi lúc mình đi tu cũng nhớ ba, cũng nhớ mẹ chứ. Chứ không phải là không nhớ, mình còn là phàm phu mà. Nhưng mà vì là một tu sĩ thì không có nhiều thời gian bị công việc tu học, rồi việc chùa cũng không có thời gian dành cho bố mẹ. Nhưng mà chúng con luôn hứa với lòng là nếu mình có sắp xếp được thì luôn là dành một lời hỏi thăm, một cuộc điện thoại về cho ba mẹ. Bởi vì chúng ta thử nghĩ rằng ví dụ một năm mình đi học, đi làm gì đó xa nhà, mình được về nhà một lần thăm ba mẹ. Ba mẹ của mình năm nay là 50 tuổi và ba mẹ mình sống lâu là 80 tuổi, thì mình chỉ còn 30 lần để gặp ba mẹ. Và chính vì cái lý do đó mà nếu mà mình không trực tiếp về thì những lời hỏi thăm, những lời động viên hay là một cuộc điện thoại là một, có mang một ý nghĩa rất lớn đối với ba mẹ. Nó là một cái chiếc cầu nối. Bởi vì bây giờ chứ không phải như ngày xưa, những vấn đề là liên lạc khó khăn. Nên nhất là các bạn trẻ thì nếu mà chúng ta có thể thì nên dành thời gian để nghĩ về và quan tâm ba mẹ nhiều hơn nữa. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì ba mẹ của Hạnh Phúc tuy là không có mặt, nhưng mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình, mong là Hạnh Phúc sẽ có một món quà tinh thần nào đó để gửi cho ba mẹ. Bởi vì chắc chắn là sau này ba mẹ sẽ xem lại chương trình này, thì Hạnh Phúc hãy gửi cho ba mẹ một món quà tinh thần nhé. Không biết là quý vị nhớ câu chuyện của Hạnh Phúc vừa rồi, khi mà anh ở Sài Gòn, khi anh phải xa ngôi nhà huyết thống của mình và anh phát hiện mình bị bệnh ung thư, thì anh đã trở về với ngôi nhà tâm linh của mình, đó là anh đi chùa cùng với một người bạn. Hạnh Phúc trở thành một thành viên của ngôi nhà tâm linh này từ lúc nào, và anh tiếp xúc với đạo Phật từ bé hay là khi mà vấp ngã trên đường đời mới nhớ để quay về bên chân Phật? Không biết là Hạnh Phúc có thể chia sẻ về điều này không ạ? Con nghĩ là cuối cùng, câu cuối cùng của thầy khi mà vấp ngã với cuộc đời thì lúc đó con vẫn có ngôi nhà huyết thống của mình để quay trở về, nhưng mà lúc đó mình tạm thời, mình chưa muốn quay về, chưa muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Cho nên con may mắn được tìm đến với ngôi nhà tâm linh. Nhưng thực ra thì con được tiếp xúc với đạo Phật, với Phật giáo qua những hình ảnh của ngôi chùa, rồi qua những lần đi chùa với mẹ từ bé. Mẹ có một thói quen là lúc nào đi lễ chùa ngày rằm, ngày mùng 1, từ bé là đều đưa con đi theo cùng. Và khi mà con lớn lên bắt đầu biết lái xe máy, chạy xe Honda đấy ạ, thì là mẹ kêu con là chở mẹ đi lễ. Có lẽ là Phật giáo đối với những người dân Việt Nam chúng ta thì đã nằm sâu trong tiềm thức của mỗi người rồi. Và đó là một cái duyên rất lớn, mà không phải là người dân nào trên thế giới cũng có, mà có lẽ là chỉ có những đất nước mà có nhiều những ngôi chùa như là ở Việt Nam thì Phật giáo đã thấm đẫm trong tâm tưởng, trong tâm thức của mỗi người dân. Con cũng may mắn được lớn lên trong môi trường ấy. Nhưng chỉ khi mà mình biết về Phật giáo và mình bắt đầu tìm hiểu để hiểu hơn đạo Phật, đạo là gì, để mình có thể thực hiện được những điều mà Đức Phật dạy, thì lúc đó con nghĩ rằng là lúc đó con mới thực sự là sống trong ngôi nhà tâm linh của chính bản thân mình. Xin thưa quý vị, là Hạnh Phúc là một người ăn chay trường đã hơn 3 năm nay. Và đặc biệt hơn là anh mở một nhà hàng chay ngay tại thủ đô Hà Nội, thưa quý vị. Đó là một điều rất là đặc biệt. Thì không biết là anh chia sẻ sơ về cái nhân duyên gì mà anh mở cái nhà hàng chay đó. Về cơ duyên của con đến với ăn chay, con xin phép thầy một chút xíu, bởi vì là con rất muốn chia sẻ cơ duyên này. Bởi vì con không biết là quý vị Phật tử như thế nào, nhưng đối với cuộc đời của con là một chuỗi những kỳ diệu của đạo Phật ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Vào tháng 7 âm lịch của năm 2015, tức là không phải là cái quãng thời gian con vượt qua căn bệnh ung thư đâu,
Sau đó phải 3 năm thì đến tháng 7 âm lịch của năm 2015, tức là mùa lễ Vu Lan. Vâng ạ. Thì theo quan điểm đạo hiếu của chúng ta, trong mùa lễ Vu Lan thì nếu như mà những người con phát nguyện là ăn chay trong tháng Vu Lan thôi thì sẽ cầu nguyện được cho tổ tiên của mình, cho cha mẹ của mình. Thì thời điểm đó là cha mẹ của con là liên tục vào trong bệnh viện. Thời điểm trước đó, bắt đầu từ năm 2015, con cũng không hiểu vì lý do gì, cứ hết bố vào bệnh viện, xong mẹ lại vào bệnh viện. Có lần là bố con, vào thời điểm mà con bắt đầu ăn chay đấy, là bố con đang nằm trong bệnh viện mà cứ sốt khoảng trên 40 độ, không rõ nguyên nhân. Bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân không rõ là gì, cứ để nằm trong bệnh viện. Tất nhiên là sốt trên 40 độ người mệt mỏi thôi, nhưng nó cũng không có những cái biểu hiện gì nó quá là nguy hiểm. Nhưng mà không rõ nguyên nhân thì mình cũng rất là lo, và con cũng rất là lo. Và thời điểm đó thì con nghĩ là mình hay là mình ăn chay, và mình bắt đầu mình cầu nguyện cho bố mẹ để bớt bệnh tật hơn. Thì bắt đầu cái ngày đầu tiên, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, là con chuyển sang ăn chay. Của tháng đấy thôi, con nghĩ là con chỉ ăn trong tháng Vu Lan thôi. Bữa chay đầu tiên con vẫn còn nhớ là hôm đó con làm ở đài, xong là ra một cái quán ở gần đài mà người ta vẫn bán đồ ăn mặn ấy. Thì con gọi đồ ăn, xong là xong là mình không ăn cái thịt thì kêu họ bỏ thịt ra, rau xào với thịt thì mình chỉ lấy rau thôi. Vâng ạ, đây là con thú thật như thế đấy. Ngày đầu tiên mà con quyết định là ăn chay theo tháng ấy là như vậy đấy ạ. Rồi có món gì mà cứ dính đến thịt là con bỏ ra thôi. Cái bữa đầu tiên là như vậy. Những bữa tiếp theo cũng như vậy luôn ạ. Những bữa tiếp theo là 3-4 ngày sau con cũng như thế luôn. Bởi vì là gần đài của con, là gần cơ quan con làm, là không có quán chay. Không có quán chay mà kiểu gì người ta cũng dính với thịt một tí. Mà con cũng băn khoăn thắc mắc là tại sao rau lại cứ phải xào với thịt. Thế mới buồn cười. Tại sao rau cứ phải xào với thịt? Rau xào không được. Còn ai thích ăn thịt thì người ta kêu cái món thịt kho, người ta trộn lẫn vào nhau, sao cứ phải xào chung. Thế là sau đó thì con cũng tìm được cái quán chay. Bởi vì mình nghĩ rằng là ăn 3-4 ngày mình ăn chay đâu có vấn đề gì đâu. Tại sao mình lại không khắt khe hơn với chính bản thân mình? Tại sao lại cứ phải dính đến thịt làm gì, trong khi mình ăn được chay mà? Sau đó thì con mới nghĩ rằng là tại sao mình không khắt khe hơn. Mình khắt khe hơn và con tìm đến quán chay, đi hơi xa một tí. Nhưng mà ở đấy thì có cơm suất, hay ở trong miền Nam gọi cơm phần ấy, một dĩa cơm xong là có cơm ở giữa và các món ăn xung quanh. Đó, thì con thấy vui quá vì kiếm được một quán như vậy. Bởi vì thực ra là gần đài con cũng có một quán khác, nhưng mà mắc quá. Không phải con không có tiền, nhưng mà thực sự là sau căn bệnh của con là con kiếm được tiền. Con kiếm được tiền, con sống khá giả, con có nhà, có xe, có một công việc, thu nhập tốt. Nhưng mà con thấy nếu mà mỗi một bữa ăn mình gọi này, cơm này, không thể bữa nào cũng ăn cơm chiên được, như vậy là rất thiếu chất. Mình sẽ ăn cơm này, gọi rau này, gọi nấm này, gọi một số cái món để đầy đủ các chất. Mình ăn chay phải có khoa học. Thì con cũng tìm hiểu, ngay cả những cái ngày đầu tiên ăn chay này, con cũng tìm hiểu là mình phải ăn cái gì để thay protein. Các loại hạt, các loại ngũ cốc, nấm, đậu phụ. Thì nếu như mà đến một cái quán mà gọi món ấy, thì mỗi một dĩa họ bưng ra toàn từ 40 đến 60 nghìn. 40 đến 60 ngàn đồng. Mà một cái dĩa đấy nó lớn quá. Nếu mà một cái dĩa đấy mà ăn cái món gọi món đấy là phải 2 đến 3 người ăn mới hết cái dĩa đấy. Ví dụ dĩa rau, chứ không có cơm phần. Vì quá nhiều như thế thì khi mà đứng lên mình thanh toán tiền cả đồ uống của mình đâu đó, nó phải từ 100 đến 150. Mà bữa nào cũng như thế thì quá là tốn kém. Con thấy ăn chay mà tốn kém như thế thì thôi, lại quay về ăn thịt. Nhưng mà may quá mình vẫn kiên định với cái nguyện ước của mình là ăn chay để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Thì con cố gắng là trong hết tháng đấy, may quá tìm được một cái quán khác có cơm dĩa, họ chỉ bán 25 ngàn, 30 ngàn và 35 ngàn thôi. Thì con chọn suất 30 ngàn, mình ăn no, ăn đủ, không thấy mệt. Sau đó thì con ấp ủ là mình phải có một nhà hàng chay, mà phải có cơm phần và giá hợp lý cho mọi người, để những người như mình có thể tìm đến ăn được và hợp túi tiền với mức thu nhập của họ, và hợp với lối sống của một người ăn chay là phải tiết kiệm.
chứ không thể nào phung phí như thế được. Một bữa mà 100 ngàn, 100 rưỡi, một ngày ở đâu đó mất 200 ngàn, một tháng mất 6 triệu cho tiền ăn là không được rồi. Còn ngoài ra thì là ngày 23 âm lịch hàng tháng là con bán đồ chay miễn phí cho mọi người, và con muốn nhắm đến đối tượng người lao động nghèo để mọi người có thể là đến đấy ăn chay.